Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2019. Tiếp theo đoàn khách thứ 2 về với cửa hàng và cũng lựa chọn được sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc Omni Puller có mã hiệu là 8000A. Vâng, là chiếc phía dưới cùng kia. Vâng, anh vị khách đến từ Khoái Châu, Hưng Yên. Vâng, trước thì anh cũng đã sắm những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và ngày hôm nay tiếp tục anh về lựa chọn cho mình một chiếc Omni mà anh đã ưng ý và đã ngắm nhìn những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, tại thời điểm này thì chiếc Omni Puller 8000A có giá dưới 10 triệu. Vâng, anh cũng đã chốt sản phẩm rồi. Và cửa hàng xin làm một clip để thông báo đến những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết, và cũng là hình thức quảng cáo cho những vị khách hàng đã luôn đặt niềm tin lên cửa hàng để lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, anh cũng có lựa chọn thêm cho mình một cặp dây AV chất lượng. Có em tôi tóc xanh. Bây giờ lấy cái gì mà chẳng? Vâng đấy.